Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 9 thói quen xấu sau bữa ăn có thể gây hàng loạt bệnh mà bạn không ngờ tới. Quý vị thân mến, một số cái hành động nhỏ sau bữa ăn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây nhiều bệnh nguy hiểm, nhiều người vẫn đang làm hàng ngày. Dưới đây là 9 cái điều cấm kỵ không nên làm sau khi mà ăn no. Thứ nhất là sau khi ăn, nới lỏng thắt lưng quần. Sau khi ăn no, theo cái phản xạ nhiều người hay nới lỏng thắt lưng, điều này sẽ khiến áp lực trong khoang bụng đột ngột giảm xuống. Sự hỗ trợ của đường tiêu hóa bị suy yếu khiến tăng gánh nặng lên cơ quan tiêu hóa và dây chằng, ảnh hưởng đến cái việc mà tiêu hóa thức ăn, rất dễ gây khó tiêu, đau bụng, thậm chí có thể gây ra cái tác dụng phụ như là xoắn ruột hoặc là tắc ruột. Về lâu dài thì hành động này còn có thể gây nên bệnh xa dạ dày, phần bụng không thoải mái và các cái bệnh về đường tiêu hóa khác. Và cái vấn đề thứ hai là sau khi ăn lập tức đi ngủ. Đi ngủ ngay sau khi ăn thì cái hoạt động dạ dày và đường ruột bị chậm lại, tiết dịch đường tiêu hóa giảm, thức ăn không được tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn. Thời gian dài có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng. Đồng thời sau khi ăn no, áp lực dạ dày tăng cao, nếu lập tức nằm ngửa có thể tạo trào ngược dạ dày, thực quản và xuất hiện cái triệu chứng nôn. Thông thường triệu chứng như vậy còn có thể dẫn đến cái viêm thực quản trào ngược. Sau khi ăn nên ngồi nghỉ ngơi ít nhất 30 phút để các cái thức ăn trong dạ dày được tiêu hóa, lúc này mới nên đi nằm nghỉ. Vấn đề thứ ba đấy là sau khi ăn hút một điếu thuốc. Thì các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là sau khi ăn hút một điếu thuốc nguy hiểm hơn rất nhiều so với hút 10 điếu thuốc trong một thời gian khác. Vì sau khi ăn thì cái hoạt động tiêu hóa trong cơ thể diễn ra thường xuyên, tăng lưu thông máu, hô hấp sinh vật trong tế bào mô được tăng cường. Tại cái thời điểm này, hút thuốc lá, mô phổi sẽ tăng cường hấp thụ khói, khiến các cái chất độc hại như là nicotine xâm nhập vào cơ thể nhiều hơn. Ngoài việc kích thích trực tiếp đường hô hấp và phổi, nó cũng gây tổn hại cho các cái mô và cơ quan khác. Và thứ tư đấy là sau khi ăn lập tức đi đại tiện. Khi thức ăn ở trong dạ dày chưa được tiêu hóa, lập tức đi đại tiện cũng không nên. Bởi vì khi mà nín thở sẽ khiến cái áp lực trong khoang bụng đột ngột tăng lên, axit dạ dày và các enzyme tiêu hóa có thể chảy ngược trở lại thực quản. Điều này theo thời gian sẽ gây ra các cái vết loét thực quản do trào ngược. Sau khi ăn lập tức đi đại tiện cũng có thể dẫn tới rối loạn chức năng cơ bàng quang, trào ngược dịch mật dẫn đến xung huyết, phù nề và thậm chí là viêm niêm mạc dạ dày. Thời gian được khuyến khích đi đại tiện là buổi sáng sớm sau khi thức dậy. Thứ năm là hát sau khi ăn. Nếu vừa ăn no mà lập tức ca hát sẽ khiến cơ hoành di chuyển xuống dưới, áp lực khoang bụng tăng lên. Nếu nhẹ sẽ dẫn tới khó tiêu, nặng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và các cái bệnh khác. Ngoài ra nếu khi ăn mà có uống rượu, cổ họng và dây thanh quản xung huyết hơn bình thường, lúc này hát với âm thanh lớn sẽ làm tăng tình trạng tắc nghẽn xung huyết ở cổ họng và dây thanh quản, rất dễ gây khàn và đau cổ họng. Nặng hơn sẽ tiến triển thành vòm họng và niêm thanh quản cấp tính. Thứ sáu là sau khi ăn xong lập tức lái xe. Sau khi ăn, dạ dày muốn tiêu hóa thức ăn cần phải có cái lượng máu lớn, nó sẽ gây thiếu máu cục bộ tạm thời trong não, khiến phản ứng cũng trở nên chậm chạp, gây buồn ngủ. Trong quá trình lái xe rất dễ dẫn đến phán đoán không chính xác, làm tăng đáng kể cái khả năng xảy ra tai nạn. Và thứ bảy là uống nước lạnh sau khi ăn. Uống đồ uống lạnh sau bữa ăn sẽ làm cho các cái mạch máu niêm mạc của thành dạ dày co lại, ức chế sự bài tiết của các cái tuyến tiêu hóa, dẫn đến cái hoạt động dạ dày bị suy yếu, dễ gây rối loạn tiêu hóa và chán ăn. Đặc biệt là ăn uống đồ lạnh sau bữa ăn còn là kẻ thù lớn nhất của tim mạch. Và thứ 8 là uống trà sau khi ăn. Nhiều người có thói quen là nhâm nhi một cốc trà nóng sau bữa ăn như một cách tráng miệng. Tuy nhiên thì điều này không có cái lợi cho cơ thể. Các polyphenol có trong trà cản trở cơ thể hấp thụ chất sắt, đồng thời gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa protein có trong thực phẩm. Và thứ 9 đấy là tắm sau khi ăn. Khi tắm, dưới sự kích thích của nước ấm, mạch máu dưới da ở toàn bộ cơ thể giãn nở, khiến các cái mạch máu tập trung trên bề mặt da, đồng thời là cái lượng máu ở đường tiêu hóa sẽ giảm,
loãng dịch tiết dẫn đến cái tình trạng là khó tiêu. Ngoài ra thì nếu bạn có cái thói quen tắm sau khi ăn còn khiến máu cung cấp cho tim không đủ, gây các cái bệnh về tim mạch. Quý anh chị thân mến, đây chính là 9 cái thói quen xấu sau bữa ăn có thể gây hàng loạt các cái bệnh mà bạn không thể ngờ tới được. Và cũng rất mong rằng với những cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý vị những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.